Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 1 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài các số đến 40. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 104. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em hãy quan sát tranh và đếm xem trong tranh có bao nhiêu cái bánh. Rồi, bây giờ cô sẽ gợi ý để các em đếm cho nhanh nhé. Để ý chúng ta sẽ thấy mỗi một nhóm như thế này có 10 cái bánh. Thay vì phải đếm từng cái bánh, cô sẽ đếm theo nhóm 10, rồi sau đó đếm tiếp số bánh còn lại. Và cô sẽ đếm như sau. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Có tất cả 25 cái bánh. Cô viết số 25 ra. Số 25 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 5 đứng sau. Chữ số 2 là số chục, chữ số 5 là số đơn vị. Cô nói 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập thực hành. Bài tập thực hành số 1, làm theo mẫu. Quan sát cô thấy, ở đây có 2 thanh, mỗi thanh gồm 10 khối lập phương, 10 còn gọi là một chục. 2 thanh là 20 khối lập phương, hay còn gọi là 2 chục. Và có 1, 2, 3, 4, 5, có 5 khối lập phương rời ở ngoài. Dựa vào số lượng khối lập phương, cô thành lập được số 25. Cô viết số 25 và cô đọc là 25. Số 25 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 5 đứng sau. Chữ số 2 là số chục, chữ số 5 là số đơn vị. Cô dựa vào cấu tạo của số 25, cô có sơ đồ tách gộp tương ứng như sau. Dựa vào sơ đồ tách gộp, cô nói rằng 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị. Hoặc là gộp 2 chục và 5 đơn vị được 25. Rồi, bây giờ cô sẽ dựa theo bài làm mẫu, quan sát số lượng khối lập phương và thực hành làm theo mẫu. Quan sát cô thấy, ở đây cô có 3 thanh, mỗi thanh là một chục khối lập phương, 3 thanh là 30 khối lập phương. Và ở đây cô đếm được có 2 khối lập phương rời bên ngoài. 2 ở đây có nghĩa là 2 đơn vị. Cô nói 30 và 2 đơn vị, cô được số 32. Và cô viết số 32 ra. Cô đọc là 32. Số 32 là số có 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước là số chục. Chữ số 2 đứng sau là số đơn vị. Dựa vào cấu tạo của số 32, cô viết số thích hợp vào sơ đồ tách gộp như sau. Dựa vào sơ đồ tách gộp, cô nói rằng 32 gồm 30 và 2 đơn vị. Gộp 30 và 2 đơn vị được 32. Tiếp theo, bài tập thực hành số 2, đọc và viết số. Dựa vào bảng số này, cô sẽ viết số và viết cách đọc như sau. Đây là số 21. Số 21 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 1 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 21. Số liền sau của số 21 là số 22. Số 22 là số có 2 chữ số 2. Một chữ số 2 đứng trước và một chữ số 2 đứng sau. Cô viết cách đọc là 22. Tiếp theo, số liền sau của số 22 là số 23. Số 23 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 3 đứng sau. Cô viết cách đọc là 23. Tiếp theo, số liền sau của số 23 là số 24. Số 24 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 4 đứng sau. Và số 24 có 2 cách đọc. Chúng ta có thể đọc là 24 hoặc 24. Tiếp theo, số liền sau của số 24 là số 25. Số 25 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 5 đứng sau. Và cô sẽ viết cách đọc là 25.
số liền sau của số 25 là số 26. Số 26 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 6 đứng sau. Cô viết cách đọc là 26. Số liền sau của số 26 là số 27. Số 27 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 7 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 27. Số liền sau của số 27 là số 28. Số 28 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 8 đứng sau. Cô viết cách đọc là 28. Số liền sau của số 28 là số 29. Số 29 là số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước, chữ số 9 đứng sau. Cô viết cách đọc là 29. Số liền sau của số 29 là số 30. Cô viết số 30. Số 30 là số có 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Cô viết cách đọc là 30. Số liền sau của số 30 là số 31. Cô viết số 31. Số 31 là số có 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 1 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 31. Số liền sau của số 31 là số 32. Cô viết số 32. Số 32 là số có 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 2 đứng sau. Cô viết cách đọc là 32. Số liền sau của số 32 là số 33. Cô viết số 33. Số 33 là số có 2 chữ số 3. Một chữ số 3 đứng trước và một chữ số 3 đứng sau. Cô viết cách đọc là 33. Số liền sau của số 33 là số 34. Cô viết số 34. Số 34 là số có 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 4 đứng sau. Và số 34 có 2 cách đọc. Chúng ta có thể đọc là 34 hoặc 34. Số liền sau của số 34 là số 35. Cô viết số 35 gồm 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 5 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 35. Tiếp theo, số liền sau của số 35 là số 36. Cô viết số 36 gồm 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 6 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 36. Số liền sau của số 36 là số 37. Cô viết số 37 gồm 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 7 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 37. Số liền sau của số 37 là số 38. Cô viết số 38 gồm 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 8 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 38. Số liền sau của số 38 là số 39. Cô viết số 39 gồm 2 chữ số. Chữ số 3 đứng trước, chữ số 9 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 39. Số liền sau của số 39 là số 40. Cô viết số 40 gồm 2 chữ số. Chữ số 4 đứng trước, chữ số 0 đứng sau. Và cô viết cách đọc là 40. Rồi, bây giờ các em hãy đọc theo cô nhé. 21, 22, 23, 24 hoặc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 hoặc 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập. Chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, làm theo mẫu. Em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. Ở cột này có 2 thanh, mỗi thanh gồm 10 khối lập phương. 2 thanh là 20 khối lập phương, hay còn gọi là 20 khối lập phương. Và ở cột này có 8 khối lập phương. Như vậy, ở đây có tất cả là 28 khối lập phương. Dựa vào sơ đồ các khối lập phương, cô có được sơ đồ tách gộp tương ứng. Cô nói 28 gồm 20
và 8 đơn vị, hoặc là gộp 20 và 8 đơn vị được 28. Và dựa vào sơ đồ tách gộp này, cô viết được một phép cộng và một phép trừ tương ứng. Đó là 20 cộng 8 bằng 28 và 28 trừ 8 bằng 20. Rồi, bây giờ cô sẽ dựa theo bài làm mẫu, tiến hành làm câu A. Quan sát ở cột này có 30 khối lập phương. Và ở cột này cô đếm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 khối lập phương. Cô nói 30 và 7, cô được 37. Và ở đây cô viết số 37. Ở đây cô viết số 30, hay còn được gọi là 30. Và ở đây cô viết số 7, hay còn gọi là 7 đơn vị. Dựa vào sơ đồ tách gộp này, cô viết được một phép cộng và một phép trừ tương ứng. Đó là 30 cộng 7 bằng 37. 37 trừ 7 bằng 30. Tiếp theo, câu B. Quan sát cô thấy, ở cột này có 3 thanh, mỗi thanh là 10 khối lập phương. 3 thanh là 30 khối lập phương, hay còn gọi là 30 khối lập phương. Và ở cột này không có khối lập phương nào cả. Cô nói 30 và 0 được 30, hay còn gọi là 30. Hoặc cô cũng có thể nói là 30 gồm 30 và 0 đơn vị. Và ở đây cô viết số 30. Ở đây cô viết số 30, ở đây cô viết số 0. Dựa vào sơ đồ này, cô viết được một phép cộng và một phép trừ tương ứng. Đó là 30 cộng 0 bằng 30 và 30 trừ 0 bằng 30. Bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Số. Trong bài tập này, chúng ta sẽ dựa vào các số đã được điền sẵn, dự đoán quy luật của dãy số và điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Câu ví dụ, ở đây là số 27, đây là số 28. Như vậy ở đây là số mấy các em? À, dựa vào đây chúng ta sẽ thấy rằng đây là dãy số theo quy luật là thêm 1. Số đứng sau lớn hơn số đứng trước một đơn vị. Như vậy ở đây đã điền số 28 thì ở đây sẽ là số 29. Rồi tới 30, 31, 32, 33. Tiếp theo, ở đây đã điền số 9, ở đây điền số 10. Như vậy ở đây là số mấy các em? À, đây cũng là dãy số theo quy luật là thêm 1. Số đứng sau sẽ lớn hơn số đứng trước một đơn vị. Như vậy, ở đây là số 9, đây là số 10, thì ở đây sẽ là số 11. Rồi tới số 12, 13, 14, 15. Tiếp theo, ở đây đã điền số 40, ở đây điền số 60, ở đây điền số 70. Dựa vào đây, cô có thể biết được đây là dãy số theo quy luật là thêm 10, cũng là dãy số tròn trục từ 40 đến 100. Như vậy, ở đây đã điền số 40, thì ở đây sẽ là 50, rồi đến 60, 70, 70 rồi đến 80, 90, rồi đến 100. Tiếp theo, ở dãy số này, ở đây đã điền số 5, rồi đến 10, 15. Như vậy ở đây là số mấy các em? À, dựa vào đây cô thấy được, đây là dãy số theo quy luật là thêm 5. Số đứng sau sẽ lớn hơn số đứng trước 5 đơn vị. Như vậy, đây là 5, 10, 15, thì ở đây sẽ là mấy các em? À, ở đây sẽ là 20, 25, 30, 35. Tiếp theo, dãy số này, ở đây đã điền số 40, rồi đến 39, 38. Dựa vào đây cô biết được đây là dãy số giảm 1. Số đứng sau sẽ bé hơn số đứng trước 1 đơn vị. Như vậy, ở đây là 40, 39, 38, thì ở đây sẽ là số mấy các em? À, ở đây sẽ là 37, 36, 35, 34. Bài tập tiếp theo là bài tập số 3, tính.
Ở bài tập này, các em sẽ tính cho cô kết quả của các phép cộng và các phép trừ có trong bài tập. Các dạng cộng và trừ này các em đã được học ở các bài học trước đó rồi. Các em hãy áp dụng các phương pháp mà cô đã dạy, tính ra kết quả của các phép cộng và các phép trừ này cho cô. Rồi, bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và bắt đầu làm bài. Khi nào làm bài xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ, các em hãy đối chiếu lại với kết quả của cô. 30 cộng 6 bằng 36. 36 trừ 6 bằng 30. 27 trừ 7 bằng 20. 30 cộng 9 bằng 39. 16 cộng 3 bằng 19. 80 trừ 50 bằng 30. Bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Số. Câu A. Trong bài tập này, chúng ta sẽ đếm số lượng các quả dâu được bao nhiêu, rồi điền kết quả vào ô trống có dấu hỏi chấm. Để ý chúng ta sẽ thấy, mỗi một nhóm như thế này có 2 quả dâu. Cô sẽ không đếm từng quả, mà cô sẽ đếm theo nhóm, mỗi nhóm là 2 quả dâu. Cô sẽ đếm như sau. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Như vậy, ở đây có tất cả là 36 quả dâu. Cô điền số 36 vào đây. Tiếp theo, câu B. Chúng ta sẽ đếm số lượng quả chuối và điền kết quả vào ô trống có dấu hỏi chấm. Để ý chúng ta sẽ thấy, mỗi một nải chuối như thế này gồm có 5 quả chuối. Thay vì phải đếm từng quả, chúng ta sẽ đếm theo nhóm, mỗi nhóm là 5 quả chuối, để được kết quả nhanh hơn. Và cô sẽ đếm như sau. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Như vậy, có tất cả là 40 quả chuối. Và ở đây, cô điền số 40. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 1 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.